Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi mục 3, trang 176, sách giáo khoa môn địa lý lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Xác định trên bản đồ hình 2, phạm vi của các đới thiên nhiên trên trái đất. Trên bề mặt trái đất được chia thành 3 đới, đó là đới nóng, đới ôn hòa và đới lạnh. Đới nóng nằm trong khoảng vĩ độ 30 độ Bắc đến 30 độ Nam. Đới ôn hòa nằm trong khoảng từ 30 độ Bắc đến 60 độ Bắc và 30 độ Nam đến 60 độ Nam. Vị trí còn lại là giới hạn của đới lạnh, nằm từ khoảng 60 độ Bắc đến cực Bắc và 60 độ Nam đến cực Nam. Câu hỏi tiếp theo, dựa vào kiến thức đã học và hình 1, em hãy trình bày về đặc điểm của một đới thiên nhiên. Các em hãy lựa chọn một trong 3 đới khí hậu để tìm hiểu về đặc điểm thiên nhiên ở đây nhé. Cô có đặc điểm của đới nóng. Do đới nóng nằm ở những vùng vĩ độ thấp gần khu vực xích đạo nên có nhiệt độ cao. Cảnh quan thiên nhiên thay đổi chủ yếu phụ thuộc vào chế độ mưa. Giới động thực vật ở đây thì vô cùng đa dạng và phong phú. Ví dụ như chúng ta có rừng nhiệt đới, savan, các loài động vật như là khỉ, chim. Vậy là cô và các em đã vừa hoàn thành xong câu hỏi mục 3 trong 176, sách giáo khoa môn địa lý lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.